lần thứ bao nhiêu đến với chương trình ta? Dạ chương trình mình mấy mùa anh? À, mùa nào cũng có. Ủa mà sao nãy nói chị Harry đọc mà? Thôi, tại vì Thuận anh đọc luôn. Em hay vậy quá à? Dòng này tính nha, không có thôi. Tính là tính là tính là tính tính. Mà nó học trường nào? Trường phổ thông Nguyễn Trãi. Ờ, trường đó toàn gái học giỏi ha. Tại hỏi những cái câu khá là mẹo nên em nghĩ là chắc là hên. Không mà cái câu Noel hay quá. Hay quá. Yêu hời cuối năm, đợt giảm kỷ lục cuối cùng trong năm 2023 tại Điện Máy Chợ Lớn. Hini gặp Trà Ngọc, ai sẽ lên trước ạ? À? Chị cho em chọn. Vậy em thì sao? Ai lên trước gặp Harry? Trời ơi, cái mặt sao? Đó kìa. Ủa? Ủa em? Em hỏi này cũng chưa thấy chị mà. Ý là em thích, em mê chị. Em thích lắm dạ. Cực em hạnh phúc lắm. Thôi như hôm này mình bỏ nha. Ủa? Ủa? Rồi mời Trà Ngọc lên. Trà Ngọc là lần thứ bao nhiêu đến với chương trình ta? Dạ chương trình mình mấy mùa anh? À, mùa nào cũng có. Ủa mà sao nãy nói chị Harry đọc mà? Thôi, tại vì Thuận anh đọc luôn. Em hay vậy quá à? Dòng này tính nha, không có thôi. Tính nè. 2 phút dành cho Trà Ngọc bắt đầu. Nuốt gì khiến người khác thất vọng? Nuốt gì mà khiến người... Nuốt lời. Lên. Tức là hứa là không làm. Dạ. Yeah. Nuốt gì dễ bị nghẹn? Nuốt gì dễ bị nghẹn? Ủa? Có. Nuốt trọng. Lên. Tức là không ăn, nhai. Không nhai. Không nhai gọi là nuốt trọng. Màng gì không phải là mùng? Quá dễ. Màng gì không phải là mùng? Màng bạc. Rất nhiều ha, rất dạ. Nhiều màn. Màn trời chiếu đất. Đừng tỏ ra thông minh nữa. Phanh gì không phải là thắng? Phanh gì không phải là thắng? Phanh. Phanh phui. Lên. Kè quá nha. Heo gì không phải là lợn? Heo mà không phải lợn. Heo may. Lên. Wow. Hay quá. Từ nào miền Bắc có nghĩa là bệnh, còn miền Nam là để chỉ ngoại hình? Ốm. Lên. Ôi trời ơi, ôi trời, từ từ, cho em ngồi cái, cho em ngồi cái. Ta về ta lấy cần câu, câu con cá bóng nấu canh tập tàn. Tập tàn trong câu thơ trên là gì? Là một loại rau à. Rau tập tàn có nghĩa là hoặc không phải một loại mà nhiều loại. Lên. Nấu chung với nhau. Wow. Có kiến thức, có tuổi thơ. Trời. Sợ quá. Câu này là đố chữ mà kiểu phiên âm tiếng Anh nữa. À. Nó cũng dễ thương. Ngày lễ nào không bao giờ kết thúc? À. Em đọc tên những ngày lễ mà em nghĩ trong năm á. Có thể là lễ được nghỉ học. Hoặc là lễ... Lễ không bao giờ kết thúc hả? Mà là tiếng Anh á. Thì có chắc chắn là nó xuất phát ở bên nước ngoài. Đúng, bên nước ngoài. Không bao giờ kết thúc là on way forever. Lễ mà on way forever. Lễ gì mà lễ gì vậy ta? Không biết, em không biết. Ở bên nước ngoài á, tại vì con gái anh đi học anh biết. Tới ngày lễ này là con gái anh nghỉ 2 tuần. Lễ gì ta? Noel. À, Noel. Noel. Noel là không kết thúc đó. À, nói chữ mà. Dạ. À. Trước khi đến với chương trình này, bé nó ăn cái gì? Mà đỏ quá. Đẹp à quá trời. Không những có chồng, có con mà cũng có tri thức nữa. Dạ. Yeah. 7 đáp án liên tiếp, xin chúc mừng. Không biết làm sao mà đội bên đây hồi nãy giờ có vẻ thuận lợi quá, sung sức quá. Để coi bé Hini sẽ như thế nào. Chúng ta chào đón Hini. Nghe gì mà 7 câu nghe ngược lại luôn. Yeah. Không dễ em ơi, đề này dễ. Lên, quá dễ. Cố lên em. Kính thưa các bạn thân mến, thầy trò Đường Tăng phải trải qua bao nhiêu kiếp nạn? 81 kiếp. Mình còn một kiếp nạn thứ 82 dành cho người chơi đây. Đó chính là... Trời ơi, nói là người chị em. Đó, em tên chị Harry. Chị tên
chị, hãy tin chị. Đúng chị. Ok ok ok. Kính thưa quý vị, hôm nay đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Bình tĩnh là được. Không, ý ý chị là chị bình tĩnh là được. Đố chữ nha. Nuốt gì khiến người khác thất vọng? Nuốt lời. Chính xác. Wow. Cái mặt chảnh quá. Cái mặt chảnh quá. Nuốt gì về bị nghẹn? Nuốt trọng. Chính xác. Wow. Oh. Con bé này có tri thức nè. Đối thủ đó. Có đi học. Lại là đố chữ. Màn gì không phải là mùng? Màn gì không phải là mùng? Màn ảnh. Chính xác. Wow. Rồi, phanh gì không phải là thắng? Phanh gì không phải là thắng? Phanh... Phanh... Phong phanh... 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 Phanh 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 phanh. Vậy là con bé có đi học nhưng mà nghỉ hơi nhiều. Chết rồi, phanh gì không phải là thắng? Mất cái nét chảnh chảnh rồi đó. Chết tôi rồi. Xuống rồi. Không được, không được, từ. Phanh... Phanh gì không phải thắng? Phanh 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 phanh. Rồi 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 rồi. Phanh áo. Chính xác ạ. Rồi, đây là đố chữ. Heo gì không phải là lợn? Heo gì không phải là lợn? Heo thì. Lợn. Lên từ từ lại. Heo thì. Heo. Heo may. Chính xác. Em ăn giờ này em đen chứ đồ heo thì. Hai câu nữa thôi. Hai câu nữa. Cái này dễ nha, cái này dễ nè. Cái này dễ nha. Từ nào miền Bắc có nghĩa là bệnh, còn miền Nam chỉ ngoại hình. Ốm. Chính xác. Yeah. Rồi, lắng nghe nha. Ta về ta lấy cần câu. Câu con cá bóng nấu canh tập tàng. Tập tàng trong câu thơ trên là gì? Em ăn với anh Giang rồi. Canh tập tàng là rất là nhiều loại rau. Thấy chưa? Wow. Thấy chưa? Thấy chưa? Chính xác. Tôi mở quán cơm thật ra không có ý nghĩa là kinh doanh là chính đâu. Phổ cập kiến thức. Đúng rồi. Đúng không? Hôm bữa Harry Won ăn ở quán tôi, ăn cái món rất ngon. Xong cái về nói chồng cái món gì gần quá anh Giang ngon quá trời. Cái chân thành nhắn cho tôi, vợ tôi nấu cái món lào cai ngon quá. Lào cai. Món gì anh? Cao lầu. Bách quá không khiếp. Cái này dạ dễ, với chị thì nghĩ là dễ nha. Dạ. Ngày lễ nào không bao giờ kết thúc? Đố chữ phiên âm tiếng Anh. Ngày lễ nào không bao giờ kết thúc? Đúng liệt rồi hết này, em liệt kê ra tiếng Anh coi. Tiếng Anh à? Ngày lễ chưa? Đừng nhắc nha, cái này đừng nhắc nó hấp dẫn nha mọi người. Ngày... Sao tôi nhìn tiếng bóng giờ là phút này vậy ta? Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Ngày lễ rồi. Leo. Nói em. Đúng rồi. Chính xác. Wow. Wow. Yeah. Cũng. Em thấy bây giờ con bé đó chảnh quá. Thôi cho nó chảnh ngồi luôn đi mọi người. Ký thức cái gì? Hiện nay đã đúng đáp án liên tiếp 8 câu. Yeah. Tỷ số hiện tại là 1-1. Chưa có ngã ngủ gì cả. Hồi đó học trường nào? Trường phổ thông Nguyễn Trãi. Ờ, trường đó toàn gái học giỏi ha. Tại hỏi những cái câu khá là mẹo nên em nghĩ là chắc là hên. Không mà cái câu Noel hay quá. Hay quá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp thứ 3. Đó, đi trần lần đầu tiên. Và Mít Thi cũng nhiều lần rồi. Thì mời bạn lên. Yêu hời cuối năm, đợt giảm kỷ lục cuối cùng trong năm 2023 tại Điện Máy Chợ Lớn.